các bạn đã quay lại kênh của mình. Các bạn ơi, và hôm nay các bạn sẽ cùng xem hai cái bát, hai cái bát nên làm gì nữa. Đây là hai bát đang uống ruộng và sao ruộng vì đe ruộng thu hụt nên là máy cày nó không xuống được đi nhá. Đấy, bây giờ là bác đã sao ruộng, đã uống ruộng rồi nên bây giờ là bác sao ruộng. Đấy, bỏ bây giờ nhà nông nó vất vả này. Đoạn đấy còn chưa thụt với nhà nông, đoạn vào cái đoạn này phải không? Đoạn này hay đoạn giáp nhà Vinh em phải không? Đấy, đoạn kia ấy chứ. Nghĩa là thụt đoạn nó nổi bùn trắng lên cơ. Ôi các bạn ơi, mềm mềm cầm tay là... Đấy các bạn ơi, cái cỏ này hai bác đấy, bác đang cày ruộng đấy, à san ruộng đấy. Bạn có thấy là này, các bạn lại chuyên nghiệp không? Các bạn biết về tao không? Tại vì hai bạn đấy đang san ruộng. San ruộng thì tất nhiên là rất là mệt. Bác gái kia, bác gái kia thì cứ san ruộng giống như bác trai này nha. Đấy, các bạn ơi, các bạn có thấy hai bạn đấy là chuyên nghiệp, mẹ mình thì chỉ là cái cuốc xong rồi là cao lên thế là xong. Em có cái mảnh ở trong kìa, từ bố mẹ này cứ là cái gần xuống nó vợ ớ kìa đấy. Quá này nó thột rồi ô. Đấy các bạn ơi, nhiều năm đây các bạn làm, một năm nay mới lại làm đấy các bạn. Con nhà, các bạn có nhìn thấy hai bác đấy đâu là giỏi không? Mình thì cũng thấy hai bác đấy cũng con người em nó vẫn cấy giỏi, hôm nay đọc chân nó cấy ruộng rồi đấy. Hai bác hai bác đang làm gì đấy bác? Thuấn đâu, bọn Thuấn cấy ruộng trường kìa. Bắt nước hộ đã. Không phải bắt nước hộ mà nó bắt đường này, nó theo cái men mương của nhà ông Vinh này đi ra đằng kia. Ủa thế? Ông vấn thì nhìn thì biết rồi chứ phải vấn gì. Các bạn nhìn thấy chưa? Hai bạn đấy lắm. Bác ơi, bác làm đây là cào ruộng hay san ruộng ơi bác? Đấy, bác ơi, vừa cào vừa san. Chỗ nào cao thì phải san nó ra chứ. San là sao? San là mình cứ lấy cái chổi mình cứ đập mấy phát là bác san. Kìa, bác đang đùn kia là bác cái san kìa. San nó phẳng ra. Cấy cho gà ruộng này nó lắm ốc. Ruộng này có mấy cái ốc đâu? Ốc nhiều đấy, ốc nhiều, hôm nay sao mà anh không tháo vợi nước để nước to đây?
kia nhà ai cứ có mà nhà ai có bao ốc hay là cái gì kia để bờ phải không? Để lâu nữa tối chết thôi, có cá thì có cá rồi. Dạ. Ông năm kia. Dạ. Các bạn ơi. Làm như thế này. Cái ruộng này của ông Sáu kia nó lại các bạn ơi. Làm như thế này là các bạn ơi, làm cái này là rất bền luôn đấy các bạn ạ. À. Các bạn không biết gì đâu. Đấy các bạn ạ. À. Cái đấy thì gần làm đến chỗ mình rồi đấy. Để các bạn ơi. Các bạn đang làm đấy. Ôi. Mai cởi á. Kéo đồ ra hai máy, một máy đang giết bò ra biển hai máy. Đấy. Em không quan lên. Ở nông thôn đây này. Các bạn ơi ở nông thôn. Cái máy ở dưới kia đang ở chỗ này. Lên đâu? Ở chỗ này này. Là người ta là ở trên nông thôn các bạn thì không phải ở trên thành thị các bạn thì không bao giờ là có cái việc là sao ruộng hay làm ruộng này, nhưng ở ruộng của bỏ trốn này của bọn mình là thân quen luôn đấy. Đấy các bạn ơi. Nhưng mà bọn nó làm ở cho Phúc Phòn nữa. Thằng này làm bên găng thép đi. Có lương đâu. Được mỗi lương tháng Tết vừa rồi. Đấy. Đấy. Nó mềm luôn. Nó mềm. Nó đi làm hết nhà máy rồi chứ. Đấy các bạn ơi. Hai bác làm việc này rất là mệt luôn. Nếu mà làm mình á. Mình chọn đi cấy, mình đi chăn ruộng, mình tất nhiên là chọn đi chơi rồi. Đấy. Đây các bạn ơi. Ở dưới chị ấy là nước nhiều. Trên này cao. Ba gái kia chỉ đang cho nhiều nước thì biết được mẹ nào mà cuống. Đây các bạn ơi. Mình đang có bà của mình đi làm đấy. Trên mắt. Từ sáng giờ khóm ruộng ra xong nhiều quần áo ta bẩn nhưng mà vẫn quần áo vẫn sạch nhá. Đây rất mệt luôn. How are you? Kiểu gì thì gần đến trưa, kiểu gì kiểu xong. Không xong thì quần áo bao nhiêu. Cứ trêu tớ kìa. Đấy lên. Các bạn ơi. Đấy các bạn ạ. Ba ơi, bác là xong bên kia rồi à? Đây hay bây giờ mới làm xong bên này. Đây từ sáng giờ rồi. Đường này ra đây rồi đây. À. Nhanh nhở, hai người mà cào từ sáng giờ được. Mảnh này 4 cân về hay mấy cân đây? 4 cân. Ra lên 4 cân á. 4 cân là đỡ mất được 400. Máy nó còn không dẫn cho. Nó còn chả dẫn được hạt tại vì là nó thụt đi. Chiên thì nó ở chỗ này mọi người rất là vui. Có khi đến năm sau mình cấy ruộng khả năng cũng phải làm cái bồ cào như này. Đấy các bạn ạ. À. Nhưng mà cái cào này làm cái này nó có thêm cái nó chặt trong em tính là cái tít tít nhỏ nhỏ hàn bố là nhanh kiện. Đấy các bạn ơi.
Và các bạn ơi, các bạn cùng mình đi xem 23 sang ruộng và cốt ruộng đấy. Và nếu các bạn thấy video của mình hay thì hãy like kênh của mình nhé. Hẹn các bạn ở những video sau. Chào các bạn, bye bye.